chào mọi người nha. Thì hôm nay mình đang ở số 244 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8. Trước mặt mình là cái tiệm bánh mì A Nhiều 2. Thì ở đây là nó có bán là bánh mì chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại bánh mì, mà đặc biệt ở đây là nổi tiếng với bánh mì heo quay. Thì mình sẽ dẫn các bạn vào trong nha. Có giá hết rồi đó.
sốt nhìn thấy đặc biệt quá ha. Sốt này chắc lưu riêng tiệm. Sốt này mình độc quyền ha. Độc quyền luôn. Ổn không cay? Không chua đó, cái này không cay. Quay nè. Khi mổ nữa không? Cái không cay rồi. Dạ. Đó mọi người thấy không, khoảng chừng 2-3 phút là chặt vài miếng, 2-3 phút là chặt vài miếng nè. Rất là đông khách. Ở đây mình bán bao nhiêu năm rồi cô? Bán cũng chục năm hả cô? Chục năm chứ mấy. Là bây giờ là mấy chi nhánh cô? Tại vì nãy con 4 chi nhánh. Ở Mỹ 6 hoặc 7 chi nhánh nha mọi người, 6 hoặc 7 chi nhánh. Tại nãy mình quay ở ngoài trước là mình thấy chi nhánh 2 đó. Mình mới hỏi cô là ở gần quận 8 này còn chi nhánh nào nữa không cô? À, ở gần Phạm Hùng nữa mọi người. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 5 giờ sáng là bán tới suốt tối luôn. 5 giờ sáng tới 10 giờ tối nha mọi người. 5 giờ sáng tới 10 giờ tối. Bánh mì này rất là giòn, tại vì bánh mì là ở ngay lò luôn nha mọi người, nên là lúc nào nó cũng nóng hết á. Không có như bánh mì ở ngoài là nó nguội, còn bánh mì là nóng hết. Bao đủ trước gì Sơn? Gấp thêm nữa không? Thôi lâu vậy? Lâu rồi mẹ Sơn. Lâu xíu mà không hết đi mà. Ở cái lâu nó cay vậy? Bao quay? Đủ rồi. Mày lấy cái dao gì phải rồi mày? Cái nước sốt này chắc có công thức mới có cái tiếng tầm tới giờ 10 năm nay mà 6-7 chi nhánh nha mọi người. Nè. Dạ. Tại vì vậy? Đúng rồi. Chúng ta không ớt thì kêu không có ớt. Rồi nên là pha lẩu nè nè nha, hấp dẫn lắm. Nè mọi người ơi, heo quay nè mọi người, 230 một ký nha. Nè nhìn này rất là giòn, nhìn ngon. Còn dịch là một ký là nhiêu anh? Dịch bao nhiêu? Dịch là bao nhiêu ký? Dịch là một con anh. Tiêu là 300, nướng tiêu nha mọi người. Đặc biệt ở đây có dịch nướng tiêu nữa nha. Để mình quay cho mọi người xem nha. Đây. Một con tiêu. Con tiêu với ký thịt hả? Thấy không, làm rất là sạch sẽ chứ không có, mà rất là hợp vệ sinh nha. Đây nè, thấy không, dưa leo lỗi rồi nè, tao muốn rồi. Chị này đang gói heo quay miếng nem bán về cho khách nữa. Đây ổ đặc biệt là nhiêu con? Ổ đặc biệt là 20. 20 là heo quay, ổ đặc biệt 20 nha mọi người. Còn phá lấu bao nhiêu con? Phá lấu thì 15 bình thường. 15 bình thường. Còn 20 thì cô bán 20. À, còn bình thường là phá lấu là 15. Còn cái ổ bánh mì nhỏ bình thường là 20 nha mọi người. 15 kêu 20 mới làm 20. Dạ. Đây cái anh này nó đang làm ổ bánh mì cho mình nè nha mọi người. Đó. Cái này ăn chắc tới chiều luôn quá. À, ít ớt nha anh. Dạ. Không ớt luôn đi. Em mà không ăn ớt được. Ớt đúng không? Dạ. Thì nó xíu không? Hai ổ xíu không ớt. Hai ổ chưa ớt á. Ngoài thịt nóng ra thì thịt heo quay ở đây thì rất là ngon. Mà có cái điều đặc biệt là ổ bánh mì. Đó, mọi người thấy không? Ổ bánh mì.
Đó, cái nước sốt kìa, nhìn kìa. Mời tới xíu lâu nha. Đó. Xíu lâu rồi. 2 xíu. Cái này mình có cắt đôi ra không anh? Rồi cắt giùm em đi, cắt đôi ra giùm em. Dài, nó có dài, nó có. Để nó là một quay. Đủ, đủ hết trơn hả? Có ông chậu quá. Xíu lâu bằng tay rồi. Đệm rất là sạch sẽ nha. Đó, mình quay cho mọi người xem rồi nha. Rất là sạch sẽ. Anh này làm bánh mì chuyên nghiệp đó em. Chuyên nghiệp. Lắm mấy năm rồi anh? Mấy năm rồi. Gần 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rưỡi rồi, thợ chánh luôn nha mọi người. Thợ chánh chặt thịt luôn à. Alo thợ né. Còn quay này thợ né. Thợ né. Này thợ né. Mình xin nhắc lại cái địa chỉ ở đây là 244 đường Dương Bá Trạc nha mọi người. Còn nếu mà ai ở gần như là Phạm Hùng hoặc là Đặng Chất hay là Bà Hạc thì ở bên quận 10. Đó, khu vực quận 8 đó là có Phạm Hùng với lại là Đặng Chất với lại Dương Bá Trạc. Còn cái bánh mì A Nhiều này thì nó khoảng 7 chi nhánh lận thì mình không có nhớ nhiều. Có gì các bạn thì comment ở dưới thì mình sẽ trả lời sau nha. Ở đây mình ngày mình bán được khoảng tầm khoảng bao nhiêu ổ rồi cô? Ngày bán tầm nhiêu ổ chứ? Ngày hả? Có tiêu là chỉ có gì ngày khoảng tối 500. Là mấy ngày thường hả cô? Ngày nào cũng ngày đấy gì? À, là cái cô này nói là một ngày bình quân là phải trên 800 ổ nha mọi người. 800 ổ bánh mì. Đây bánh mì tại lò luôn nha, nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn luôn nha. Chứ không có mà bánh mì và không phải bán bánh mì nguội gì nha mọi người. À, bánh mì nóng luôn, lò đàng hoàng. Đó, mấy người, cái anh này đang gặt bánh ha anh. Đó, lẹ không mọi người. Cái lỗ mì dài nha. Quay gần cho mọi người xem. Bánh xong là đem vô lò liền đó. Đó. Quay vô lò chơi, quay vô lò luôn. Mới ra lò luôn nha mọi người, nóng hổi luôn nè, thấy không nè. Mình không dám tới lại gần luôn đó nha nè, tới gần chú đi nè, nóng lắm, thấy không, dài dài nè. Ngoài bánh mì nóng với heo quay ngon là ở đây là nổi tiếng là bánh mì với là cái ổ dài nhất mọi người, nó khoảng dài khoảng gấp 3 lần ổ bánh mì thường á. Đây rất là dài, một gấp vàng lấy gạt luôn. Các bạn thấy không nè, khách nè, tới là cứ khoảng 4-5 phút thì khoảng 5-10 người tới mua đó mọi người. Đây mình quay trong rồi, hơi nắng nha mọi người. À, khách đang đợi nè mọi người, nắng mà khách đang đợi nè, thấy không?
Tội nghiệp không? Nhìn thấy tội nghiệp không? Anh là anh che nè. Là chú biết cái tiệm bánh mì này lâu chưa chú? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Chú thấy bánh mì ở đây sao? Có ăn ngon chứ gì ngon. Ngon. Dạ, giá thì sao chú? Giá hợp lý hả chú? Rồi rồi. Em thấy bánh mì ở đây sao? Dạ ngon. Ngon hả? Giá cả sao em? Dạ hợp lý ha. Có cái anh đi xe hơi tới mua luôn nè mọi người ơi. Thấy không? Đó mọi người thấy không, tới rất là đông, nó liên tục luôn đó. Mình xin nhắc lại là ở đây là nó tới 6 tới 7 chi nhánh nữa mọi người. Có gì mình liên hệ mình sau, comment ở dưới để mình biết mình để ấy mấy cái chi nhánh cho mọi người.